Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 5. Phải không? Năm 2016, chúng ta đang ở tại hội trường Ballroom do Chùa Quán Thế Âm tổ chức tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Và chúng ta đã có một ngày sinh hoạt với nhau từ sáng đến bây giờ, một chương trình thật là đầy. Và Pháp Hòa cũng biết là giờ này đại chúng cũng đã khá mệt mỏi, nhưng mà quý vị cũng còn ngồi lại đây đông đủ như thế này, thật là một niềm an ủi rất lớn cho ban tổ chức cũng như là cho Pháp Hòa. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị dùng cơm chiều no chưa? Bây giờ mình ráng thêm miếng nữa no hơn nha. Hồi nãy mình no bụng rồi, bây giờ mình chuẩn bị thêm một chút xíu nữa cho chúng ta no tâm. Thưa đại chúng, ngày xưa có một vị thầy đi tu,
Nhưng mà khi mà thầy còn ở nhà đó, thầy là một người nông phu. Và thầy có một cái cây cuốc, mà ngày cuốc thầy cuốc đất đó, thì cái cây cuốc đó là thầy chịu dữ lắm, tại vì nó vừa tầm tay của thầy, nó rất là bén và thầy rất là thích cái cây cuốc đó. Cho nên rồi thầy cứ đi tu mà, rồi khi mà thầy đi tu thì thầy để cái cuốc đó ở nhà. Vậy mà vô tu cứ vài ba ngày, vài ba tháng thầy nhớ cái cuốc đó, thầy mò về thầy ở chùa, ở nhà một hai ngày, ba bốn ngày để mà mân mê cái cuốc đó. Rồi có thậm chí mà sợ mất cái cuốc đó, sợ con cái ở nhà không có giữ cái cuốc đó, ngày ngày sinh ra đời ở nhà để giữ cái cuốc. Mà thưa đại chúng, tổng cộng thời gian thầy ra đời để sinh về giữ cái cuốc đó tổng cộng là 6 lần. Chỉ vì cái cuốc đó. Thì có một hôm á, lần thứ 7 rồi thì ngài mới dứt quyết, thầy mới đem cái cây cuốc đó, thầy đứng ở trên cái núi á, ngài giục xuống cái mé sông, thì cây cuốc nó chìm dưới nước, thì ngài giục xong rồi thì ngài la lên, ngài nói tôi đã chiến thắng, tôi đã chiến thắng. Thì cùng lúc mà ngài la lên như vậy đó, thì vua Ba Tư Nặc đang đi tới, thì vua Ba Tư Nặc đi đánh giặc. Mới vừa xong một trận chiến thì ông đang rất là vui vì ông đã là một người chiến thắng. Thì ông nghĩ rằng ông đang là một người hạnh phúc lớn lắm tại ông đã chiến thắng. Mà bây giờ nghe một người ta đã chiến thắng thì vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên lắm, không biết còn trận chiến nào nữa hơn trận chiến này. Cho nên vua Ba Tư Nặc tìm tới ông để hỏi. Thưa Sa-môn nói Sa-môn chiến thắng mà thắng cái gì? Sa-môn mới trả lời tôi đã chiến thắng tôi đã chiến được, thắng được cái tham, cái si mê của tôi, mà tôi đã ra đời 6 lần chỉ vì một cây cuốc. Và hôm nay sau 6 lần ra đời, tôi thấy rằng cái cây cuốc này nó đã chùng cái đường tu của tôi quá, mà hôm nay tôi dám bỏ nó, tại vì nó là cái cuốc mà tôi thương nó nhất, tại vì nó theo tôi từ nhỏ cho tới lớn, cho đến bây giờ tôi già rồi mà cái cuốc vẫn còn đây, cho nên tôi thương quý nó. Mà hôm nay tôi dám bỏ được nó để tôi dứt khoát cái con đường. Mà thường thường thật sự cái cuốc nó không có đáng gì, nhưng mà bởi vì cái lòng của mình còn ái luyến, nói chung là còn tham nó, còn tiếc rẻ nó, mà hôm nay bỏ được nó rồi ông vui quá. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới ngẫm nghĩ, trên đường sau một trận chiến thắng, vua Ba Tư Nặc đã suy nghĩ tôi là người chiến thắng. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, cái sự chiến thắng của nhà vua không bằng tự mỗi người chiến thắng lấy mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu, không có dù thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Bây giờ đại chúng chúng ta ngẫm nghĩ cái câu đó nó có đúng không? Thí dụ như bây giờ cái người kia họ đánh mình đánh lại, họ chửi mình chửi hơn, ai cũng khen mình nói trời chị giỏi ghê, chị chửi nó có một bữa mà nín luôn tới bữa nay. Phải vậy mới được, cái nhỏ này không cho nó biết tay nó không được đâu, cũng may là có chị. Thí dụ vậy, ta khen mình một vài câu nhưng mình nghĩ là mình đã chiến thắng khá, nhưng mà thiệt sự ra mình đã thua, mà thua cho chính mình, tại vì mình đã bị cái con ma của tham sân nó dấy khởi. Mỗi người chúng ta ai cũng có sân, nhưng mà nếu chúng ta biết làm cho cái cơn sân nó lắng xuống chứ không có hết à. Mình tu là không cần phải nói tới hết phiền não, hết sân si. Chỉ cần sân si khởi mà chúng ta biết đã là mừng rồi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, khi mà chúng ta bị bệnh, cái bệnh là một sự thật, nhưng mà chúng ta rất mừng là chúng ta biết chúng ta bệnh gì thì chúng ta chữa. Còn cái chuyện mà trước sau rồi mình cũng sẽ chết do cái bệnh thì chấp nhận cái đó, nhưng mà ít ra mình biết mình bệnh gì để mình theo dõi mình chữa. Khi chúng ta sân mà biết chúng ta sân là quý lắm rồi.
Cho nên có nhiều vị ngồi thiền, nhiều vị ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà nói như thế này: bây giờ tôi ngồi tôi tụng kinh mà sao tôi còn lo ra quá, ngồi thiền sau cái tủ thứ tạp nhạc nó cứ xen vô. Quý vị đừng có lo, cái đó quý vị để mừng. Mừng là bây giờ bắt đầu mình có chánh niệm rồi, cho nên mình mới biết mình đang tạp niệm. Hồi xưa mình sân mình không biết, mà bây giờ mình biết mình sân rồi, bắt đầu mình có cái giác rồi đó. Đó, mình đang nâng cao cái trình độ giác ngộ của mình, là biết mình sân, biết mình si. Còn xưa kia là mình không biết, nó sân là mình đi theo, nó si là mình đi theo. Còn bây giờ mình biết. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống, ngày nào chúng ta còn làm người, chúng ta còn giao tiếp, thì ngày đó còn tham sân si cho con đó. Nhưng mà cái tu của chúng ta là biết tham sân si, để chúng ta lắng tham sân si xuống, đừng nó đã bộc lộ trong cái giây phút đó, để nó có thể nó làm hư hoại đi cái công phu tu tập của mình. Thưa đại chúng, bây giờ mình cứ lấy ví dụ như thế này. Thí dụ như con mình đó, có lúc nó chọc mình tức chết rồi. Nhưng mà tại sao mình nhịn nó? Tại vì mình biết, một, nó là con mình. Hai, nó còn nhỏ, nó ăn chưa no, nó lo chưa tới. Bây giờ mình nổi sân với nó bỏ nhà nó đi, nó nghĩ không tới cho nên nó mới như vậy nè. Cho mình mà nó đi rồi là bạn bè xấu rủ rê nó, rồi nó khổ, là cuộc đời của nó khổ, rồi mình cũng khổ theo nó luôn. Rồi mai mốt nó có thân tàn ma dại thì nó cũng đem về mình lo cho ai. Thôi nhịn nó đi, để nó ở nhà. Nhiều khi phải lấy cái điểm như vậy đó, để tự mình thắng cái, mình làm mẹ nó mà tại sao mình phải nhịn nó. Dạ không, làm mẹ phải nhịn nó mới gọi là mẹ có hiếu. Cái chữ hiếu không có phải chỉ để cho con nó đối tốt với mình là hiếu đâu. Tất cả chúng ta đối tốt với mọi người là hiếu hết. Ví dụ như khách tới nhà mà mình tiếp đãi ân cần, người ta nói hiếu khách. Mình có ăn mà biết chia sẻ, ta nói người đó hiếu ăn. Như vậy thì cái chữ hiếu là khi chúng ta biết đối xử với tốt với mọi người. Thì đừng có nghĩ rằng con nó phải hiếu với mình, mà thời buổi này cha mẹ phải hiếu với con. Tại không hiếu nó mới đi, mà nó đi là mình khổ. Thưa đại chúng, hồi nhỏ, hồi đó Phó Hoàng có nuôi một số các em nhỏ. Phó Hoàng kể đây là giống như cái cách Phó Hoàng thực tập á. Nó 15 tuổi nó về nó đòi có cái phong tay. Phó Hoàng không cho. Phó Hoàng nói con chưa cần thiết có cái phong tay. Khi nào mà thầy thấy con cần, cái phong nó 500 đồng thầy cũng mua nữa, bây giờ con chưa cần. Thế là nó đứng dậy, nó dậm chân, nó đóng cửa rầm rầm, nó bỏ nó đi. Thôi mình nhịn nó đi, kệ, mình nuốt cục giận vô mà khỏi tốn 500. Nếu mà mình giận nó, mày lại đây, tao đưa nè. Mày mình nói theo cái kiểu đời đó, thấy không? Rồi mình bộc lộ cái, mình để chứng minh ai lỗ. Mình tốn 500 mà nó xài phone, nó đâu có biết, nó đâu có hiểu được ý nghĩa của cái phone tay đâu. Cái lần đó nó đi chơi, nó cầm cái phone mà Pháp Hòa đâu có phone tay. Pháp Hòa mới mượn Phật tử cho phone tay đó, nó mượn. Cái phone tay người ta là người ta limit, một tháng người ta có 100 phút nói à. Nó nói một đêm 300 phút. Cái vị Phật tử nó trả 3 lần tiền phone. Pháp Hòa thật sự ra người ta cũng thương mình, người ta đâu có để mình trả tiền. Nhưng mà Pháp Hòa nói, cô gặp nó, cô nói thầy trả tiền. Và cô không để, thì Pháp Hòa mới kêu lên và nói: con biết cái ý nghĩa của cái phone tay không? Emergency contact, để khi nào hữu sự cấp bách con xài, chứ đâu phải để con nói con trường kỳ như thế này. Nhiều lắm, trong cuộc sống rất là nhiều. Có nhiều khi mình giận quá, mình bước xuống lầu, mình định la nó một trận, nhưng bước xuống mấy nấc rồi mình suy nghĩ lại, bây giờ mình xuống mà mình nổi giận với nó, hả hê cơn giận mình rồi, nó bị stress, nó không học bài được. Rồi ngày cái chuyện học của nó là chuyện chính, cái chuyện giận của mình là chuyện phụ. Nghĩ vậy quay trở lại,
quay trở lên ngồi trong phòng thở một hồi mà cục giận nó bớt xuống rồi tự mình vuốt ngực mình nói good boy. Tức là mình đã thắng được cái cơn giận. Và thật sự chư tổ thường hay dùng cái từ nổi giận thốt lời thô. Không có ai giận mà nói hiền, nói lành, nói thô. Mà cái nói thô đó, nó để lại trong lòng của những người thân thương của mình những vết thương. Mà vết thương bên ngoài nó lành do thuốc, nhưng mà vết thương lòng khó lắm. Bây giờ đại chúng cũng tin đó, thử hỏi mình coi mình đã từng bị tổn thương do lời nói của chồng, của vợ hay của con cái mình chưa? Và bây giờ dù sao bao nhiêu năm mình quên câu đó chưa? Là mình biết. Cho nên cái cách tu của chúng ta không phải là để cái ngày nào chúng ta sạch hết tham, hết sân, hết si sẽ sạch, ngày đó mình thành Phật. Còn bây giờ chúng ta còn là con người, chúng ta cứ nhận mình là một con người. Một con người còn đủ tham, sân, si, nhưng mà con người này biết đi thỉnh kinh. Biết đi thỉnh kinh là con người này đang hướng tới cái thiện. Cho nên Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Ngộ Tịnh là ba người đệ tử của Huyền Trang đi thỉnh kinh. Huyền Trang là mình. Ba đứa đệ tử Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Ngộ Tịnh là si. Thưa đại chúng, ba đứa đệ tử đó nó có theo mình không? Ngày hôm nay quý vị đi vô đây ngồi nó có đi theo không? À, nhưng mà tại quý vị ngồi tu cho nên ba đứa đó nó không có hoành hành. Nhưng mà nếu như mà chỗ này, hội trường này mà không hết ghế rồi, mình lấy cái áo lạnh mình để lên dành ghế cho bạn mình. Ai không biết dở cái áo đem chỗ khác ngồi của mình, cái con khỉ nó có nhổi lên không? Con khỉ xanh nó có nổi không? Có chứ. Như vậy thì khi chúng ta tu, ba đứa đệ tử nó tu theo. Cho nên đi thỉnh kinh đó, ý nghĩa đi thỉnh kinh có nghĩa là chúng ta muốn đưa tâm chúng ta, đưa hết cái phiền, cái những cái hoặc chướng, những cái khó khăn của chúng ta trở về với một nẻo thiện. Mà trên đường đi về nẻo thiện đó khó hay dễ? Cho nên mới có 81 cái nạn. Thưa đại chúng, Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu không có thật. Nhưng mà từng nhân vật ở trong đó và từng cái cốt truyện ở trong đó, nó đều mang cái ý nghĩa chuyên chở được cái cuộc sống của chúng ta. Quý vị nhớ là khi Ngài Huyền Trang đầu tiên đi thỉnh kinh, gặp những tên giặc gì, ăn cắp, ăn trộm bình thường. Khi chúng ta mới bắt đầu tu, những cái phiền não nó nhỏ nhất vậy, nhưng mà càng tu lâu rồi bắt đầu ma chướng nó càng lớn. Cho nên gần tới Tây Phương, khi mà gần tới Tây Phương rồi thì lúc này không phải là những tên giặc bình thường mà toàn là yêu tinh không. Yêu tinh không, mà yêu tinh nào nó cũng muốn ăn thịt đường tăng hết á. Nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những phiền não chướng ngại nào nó cũng muốn nuốt hết cái công đức thiện lành của chúng ta. Bây giờ mình không cần phải là Phật tử, chỉ cần mình là một cặp vợ chồng, một người sống bình thường trong đời thôi, mà thử không nhịn nhường nhau không biết bao nhiêu việc. Cho nên đừng có nghĩ là sao mình tu mà mình gặp chướng ngại, không tu chướng ngại nó cũng tới à. Tại vì mình còn sống trong đời mà. Cho nên rồi mình, mỗi người chúng ta ai cũng có những cái khó khăn, những cái chướng ngại của mỗi người chúng ta. Tu nó có chướng ngại của tu, ở ngoài đời nó có chướng ngại của đời, ai làm việc gì nó có chướng ngại đó. Không có ai mà không có chướng ngại. Mà nếu chúng ta vượt được cái chướng ngại đó thì chúng ta đến được cái chỗ chúng ta muốn. Quý vị nhớ là Tôn Ngộ Không bị nhốt ở núi Ngũ Hành không? Bởi vì Tôn Ngộ Không nghĩ rằng á, mình là tề thiên. Tề thiên nghĩa là bằng trời. Đại thánh là một ông đại thánh ngang bằng với trời. Cho nên mới thách đối với Phật tổ: tôi là người có thần thông, tôi đằng vân một cái là ra khỏi cái bầu thế giới này. Phật tổ nói vậy, anh ngươi thử đi. Ông đằng vân lộn một cái, lộn hoài, lộn xa thì xa, ông tới một cái chỗ mà không còn thấy gì, ông nói chà, ta đã tới chân trời rồi.
thôi bây giờ phải phải viết chữ để lại để mà mình đã đến. Nó không được, nó chưa đủ tin. Đứng tiểu ngay cái góc cột giữa. Vậy mà cái đáo một vòng trở lại vẫn còn trong tay Phật tổ. Cái bàn tay đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Anh tu cỡ nào tu, anh nói cỡ nào nói, anh cũng không thoát được ngũ uẩn. Nếu anh chưa thấy ngũ uẩn là không thì dãy đầy phiền não. Cuối cùng Phật tổ lật một cái, đè một cái. Cái trí tuệ mà không có soi sáng thì bị ngũ uẩn nó đè. Phải chờ thật lâu mới có người đến tháo gỡ đó ra. Đó là ai? Đó là huyền trang tượng trưng cho người thầy. Khi nào có cái mình phát được cái tâm hướng thượng, hướng thiện thì bắt đầu có giải thoát. Cho nên trong kinh Di Ma Cập hỏi chỗ nào có địa ngục? Chỗ nào cũng có địa ngục hết, tại chỗ nào không có chúng sanh. Và thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa thưa như vậy, ở chùa có địa ngục không? Có. Vì địa ngục nghĩa là gì? Địa ngục gọi là khổ cụ. Chỗ nào khổ triền miên khói lửa, khổ không hết, chỗ đó là địa ngục. Khổ cụ. Chỗ nào mình ngồi mình không vui, gọi là bất lạc, là địa ngục. Thí dụ ngày hôm nay quý vị ngồi đây, từ sáng tới giờ quý vị có vui không? Vui. Vậy thì ngồi đây mà vui thì không là địa ngục. Như vậy thì địa ngục nó có trong này nè, nhưng mà đối với mình là không. Nhưng mà cái người không thích vô đây mà bị ép ngồi vô đây thì vô trong này địa ngục có. Cho nên địa ngục còn được dịch là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với người không thích. Vô là vô với ai? Vô với người thích. Pháp Hòa hỏi bây giờ trong cái tỉnh, trong cái tiểu bang Georgia này có casino không? Có không? Không có. Kế bên thì có. Nó có không? Kế bên có không? Nhưng mà mình có đi tới không? Khi nào mình tới đó, biết mình, lúc đó mình có địa ngục. Nó có, nhưng mà mình không có thích nó, mình không có ngó ngàng gì tới nó, mình không nghĩ tới nó, là nó đối với mình rồi. Cho nên địa ngục còn được dịch nghĩa là hữu vô. Địa ngục còn có nghĩa là khổ cụ, đầy đủ cái khổ, bất lạc là không vui, khả yểm là đáng chán. Người ta định nghĩa chữ địa ngục vậy đó. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục chỗ nào có chúng sanh là có địa ngục. Vì chỗ nào có tham sân si là chỗ đó có địa ngục. Rồi hỏi bây giờ đạo tràng ở đâu? Trà đình tử điếm cũng là đạo tràng. Kinh Di Ma Cật nói như vậy. Nếu mà nói sạch á, ở dưới gót chân mình cũng sạch. Còn mình nói bất tịnh, ở đâu cũng bất tịnh. Cho nên có nhiều Phật tử đeo cái tượng Phật rồi đi vô toilet nó sợ bất tịnh, bỏ vô miệng ngậm. Trời ơi mô Phật. Sợ Phật gửi ở ngoài mà đưa Phật gửi trong này. Rồi có nhiều người đeo Phật ngoài này là sợ để vậy là kỳ bất kính quá, tới giờ mà đi nhà vệ sinh nó kéo ông Phật bỏ ông trong á, chù chà ông ngọt chết mà ông nói. Nếu mà mình nói tỉnh, sao gọi là tỉnh? Bây giờ mình ngồi ngoài này có không khí, nó có tỉnh không? Nó cũng đâu có tỉnh đâu. Thành thử là tỉnh hay không tỉnh là do mình. Bây giờ á, người ta nói muôn ngàn những cái khó khăn, mình làm Phật sự cũng không có dễ. Đừng nói chi mình sống đời nha, mình làm Phật sự cũng không có dễ đâu. Chùa mà lụp sụp hoài, ta nói sao tôi cúng hoài thấy chùa làm gì chứ. Mà nếu mà chùa mà sửa nó bắt đầu giàu rồi đó. Yên không? Ông thầy mà ông ngồi ông lo ông tụng kinh hoài đó, ông thầy nó tu yếm thế đó, không có ra đời phổ độ chúng sanh. Ông thầy mà đi hoài cái ông thầy ham danh ham lợi, mình có để cho ông thầy yên không? Cho nên đâu phải dễ đâu. Mình đi xe mà cụ lần hoài nó giàu keo lắm,
Mẹ bữa nào mình đi xa xỉn, không biết lúc này có phe gì mà xa xỉn, không có yên đâu. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta sống, Đức Phật gọi cõi đời này là ta bà, chứ Phật không có kêu thiên đường, Phật không kêu cõi này là cõi trời, bất cứ tên gì hết, mà Phật gọi cõi này là cõi ta bà. Ta bà nghĩa là gì? Nghĩa là kham nhẫn. Anh sống cõi đời này là anh phải kham nhẫn thôi. Kham nhẫn cái gì? Kham nhẫn giữa con người với con người. Giữa con người với con người, thưa đại chúng, quý vị có thấy rắc rối không? Rắc rối vô cùng. Bà con với nhau không đó mà còn không thương được nhau, mà còn đôi khi mà còn nghịch với nhau, mà uống chi người dinh nước lã. Thành thử là không có gì phiền hết. Cõi này là cõi kham nhẫn. Thứ nhất là nhẫn giữa con người với con người. Cái thứ hai là nhẫn ai? Nhẫn hoàn cảnh. Nóng nè, lạnh nè, đủ thứ hết. Ở Mỹ thì cũng thiên tai. Mấy tuần trước ở bên Houston thì lụt, ở Dallas thì mưa đá, bên Pháp Hòa đang cháy rừng, có chỗ thì đang động đất. Quý vị thấy không? Có chỗ nào yên đâu. Chúng ta phải kham nhẫn hai trường hợp. Sống giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn nha, sanh nhẫn. Hoàn cảnh thay đổi phải nhẫn nhịn, nó gọi là pháp nhẫn. Đến khi nào con người và hoàn cảnh đối với mình tới thì mình tiếp, đi thì mình tiễn, không có gì buồn phiền, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn có ba loại: nhẫn con người, nhẫn hoàn cảnh. Đến khi nào mình thấu thấu được cuộc đời rồi, ví dụ như ngày hôm nay Pháp Hòa ra đây, rồi chương trình kéo dài từ 10 giờ cho tới 6 giờ chiều, thiên hạ ngồi ăn cơm nghe nhạc, mình không có muốn nghe cũng phải ngồi trong kia nghe, ví dụ vậy đi. Hay là mình mệt quá không có chỗ nằm, phải ngồi đó. Làm gì giờ? Hợp đồng thì đã ký. Con cá nằm trên thớt rồi, ta muốn khứa rồi, ta muốn kho, ta muốn xào, ta muốn nhé, xét xả, xét muối gì, tùy người ta chứ. Cá nằm trên thớt rồi, pháp nhận. Có thể bây giờ tháng 5, quý vị nghĩ ở đây phải là mùa ấm, biết đâu chừng có một cơn bão ở đâu đó nó ảnh hưởng tới đây, cái mình lạnh, pháp nhận. Còn là con người, với con người là phải sanh nhẫn. Còn trong cái hoàn cảnh thời tiết thay đổi này thì phải pháp nhẫn. Thôi thì bây giờ người hay pháp gì, đến thì mình tiếp, đi thì mình tiễn, không có gì buồn khổ thì gọi là vô sanh, vô sanh pháp nhẫn. Mà đã sanh là người ở cõi ta bà thì phải chịu thôi, phải kham nhẫn thôi. Mà hơn nữa, cõi này được cấu tạo bởi năm thứ: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Cái gì nó cũng trượt thì mình bắt tự tâm mình thanh thì cái gì nó cũng thanh. Quý vị thấy đó, xin lỗi là mình đi vệ sinh, nước tiểu, nước dơ gì nó ra cái cống chánh đó, rồi nó đi về một cái chỗ lọc, người ta sàng lọc qua bao nhiêu cái hệ thống mới đưa nước sạch trở vô trong cái ống nước vô nhà mình. Mình mở ra mình xài, mình kêu là nước sạch. Thiệt sự sạch không? Mà cái sạch nó từ đâu ra? Từ cái chỗ nào ra? Từ cái dơ đó. Nhưng mà tại nó khuất mắt mà mình định nghĩa là sạch dơ thì mình xài thôi. Nhưng mà đưa cái kính hiển vi vô thôi, biết bao nhiêu cái bacteria nó còn trong đó. Như vậy thì cái sạch dơ là nó tùy theo cái hệ con mắt của mình. Hết mờ rồi mình nhìn tới cái mức độ đó thì mình kêu nó sạch. Cho nên cái nghiệp của mỗi người, cái nghiệp mình ở mức độ nào là mình nhìn các pháp nó như vậy. Pháp vào ví dụ như đây là chai nước này. Con người của mình á, cái nghiệp của con người mình á, nhận đây là chai nước. Nhưng mà cái nghiệp của chư thiên á, cao hơn mình. Chư thiên nhìn cái này á, không phải nước. Mà ngạ quỷ nó thấp hơn mình, nó nhìn cái chai này là chai máu. Tại vì cái nghiệp của ngạ quỷ thấp hơn mình. Cũng giống như con voi,
Nó nhìn đóng phân là chỗ tốt, nhưng mà nghiệp của con người mình cao hơn nó, thì mình nhìn đóng phân là gì? Là dơ, là hôi, mình đâu có muốn tới. Nhưng mà đối với con dòi, chỗ đó là danh lầu, hủ sực. Nhìn mình nói mũ sực à? Bỏ chứ. Như vậy thì quý vị thấy nghiệp nào thì thấy như vậy. Cho nên hễ mà mình còn nghiệp có phàm phu thì mình thấy tất cả đều theo cái cặp mắt của phàm phu. Mình tăng cái độ phàm phu của mình lên chút thì mình nhìn cái này là thiên nhãn. Hồi trước đây là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục nóng lắm, đừng ăn nhiều. Cũng con nhục nhãn này mà tăng chút đi, thiên nhãn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Nếu mình nhìn một cái chùa nó khang trang mình vui không? Tại sao cái chùa khang trang mình lại không vui? Mình lại ngồi đó mình định nghĩa là giàu với nghèo. Mình cúng vô đó mà bây giờ chùa thật sự có thực hiện cái tiền mình là sửa chùa. Mình thấy chùa khang trang để mọi người tới thoải mái tốt. Sao mình không tăng cái nhục nhãn mình lên thiên nhãn đi? Chỉ cần chúng ta tăng cái cách nhìn chúng ta là mọi việc nó khác. Quý vị thấy được điều đó mà nói ha. Cho nên mình sống trong cõi đời cũng vậy. Cái tham sân si của mình nó vốn nó là thật. Nhưng mà thật sự tham nó cũng có nhiều cách tham. Ta tham hướng thượng, tham hướng thượng là tham làm lành, tham bố thí, tham làm thiện, tham hướng hạ là tham tiền, tham của, ví dụ vậy. Nhưng mà thưa cái chữ tham mà mình định nghĩa vậy nó chưa đủ á. Hễ cái gì muốn là đều tham hết. Cái gì mà con muốn thì đều là tham. Nhưng mà ở cái trường hợp thì tham cái gì? Cho nên mình là Phật tử á, hay nói chung là mình là một con người, mình sống ở trong đời này, ngày nào còn giao tiếp là ngày đó còn có sân si. Cái quan trọng là biết mình có sân si. Biết chi? Giảm. Bây giờ làm sao giảm đây? Lấy mục tiêu tối hậu, như nãy Pháp Hòa ví dụ, lấy con mình ra làm mục đích tối hậu. Pháp Hòa ví dụ thứ hai, mình làm chủ nhà hàng. Trong cái nhà hàng mình đó, nhân viên làm việc toàn tóc đen, không có ai tóc vàng hết. Nó vô nó ăn xong, nó muốn trả tiền, nó bứt tóc nó bỏ không gì á. Nó kêu lại, nó nói dù làm dơ quá tôi không trả tiền. Trời ơi, mình tức, mình kêu tức cành hông á. Mà mình biết rõ ràng là cái nhà hàng mình không thể nào có cái sợi tóc vàng này. Nhưng mình có nhịn mà mình đền không? Có lý do. Lý do là mình không muốn tranh đấu cái việc nhỏ, hư cái việc lớn của mình là mất khách. Rồi tùm lum ở trong tiệm hết, thôi nhịn nó, free cho nó dĩa mì, dĩa bún gì đi, cho nó đi. Đó. Tại sao mình nhịn được? Vì mình lấy cái tối thượng làm chủ. Cái tối thượng là làm cho yên ổn cái nhà hàng. Cuộc sống của chúng ta cũng như thế. Chồng làm khổ mình, nhưng không vì vậy mình bỏ hết. Mình còn con chi? Còn cha ruột, còn mẹ ruột, còn biết bao nhiêu người thân. Mà tại sao mình phải vì một cái người làm khổ mình rồi tự mình làm khổ bao nhiêu người trong nhà mình nữa? Cái đó là mình đánh mất chính mình. Mình đã không tự thắng được mình, thắng cái si mê của mình. Ông bà mình thường nói, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Vậy thì các ngài dạy mình, dạy mình cái biết đó. Biết cơm đang sôi liền nhỏ lửa, chừng nào cơm nó mới khét. Vậy thì mình tu để làm gì? Tu để con chữ biết thôi. Biết sân giảm sân, biết si giảm si. Biết là giảm. Đi chợ mà biết hết tiền rồi không có dám mua một lum. Biết mà hãy mà mình bắt đầu chuẩn bị xài nhiều là biết là sắp sửa lãnh chắc. Cho nên mình sống mình có biết. Kinh Viên Giác có một câu: tri diễn tri, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mình biết nó là huyễn thì mình liền lìa. Lìa được cái huyễn là giác.
mình ngồi coi cải lương mà mình khóc nức nở. Rồi hôm nay con lại tới đây, vừa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng da tiên. Thôi cha ơi, mình kéo miếng giấy à. Là tại sao? Tội nghiệp quá. Mà mình quên đó là cái lương, mình quên đó là huyễn. Tới hồi giật mình nó, trời đất ơi, nó đóng tù mà khóc cái gì? Tri huyễn tức ly, biết nó là giả liền ly cái khóc. Mà ly được cái huyễn tức là người giác ngộ. Ly, mình tri nó là huyễn. Cho nên bây giờ mình nhìn tất cả huyễn đó. Ví dụ như người ta gặp mình, nó nói trời ơi, thầy đẹp trai quá. 10 năm sau, ôi da, lúc này đẹp lão ghê. Thì cũng chữ đó thôi, nhưng mà hễ ở cái độ nào ta kiếm chữ, ta ráp vô cho mình mát giả. Mình ngồi mình mân mê tà áo, chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Mình quên cái câu là chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, đừng tưởng thiệt. Từ ngày có em về, nhà mình toàn ánh trăng này. Tin nổi không? Em xinh em đứng một mình cũng xinh, có ai nữa đâu mà so. Thôi ơi, nghe vậy cái mình tưởng cho ảnh làm hơn hay quá. Không gặp em 2 tuần, anh tưởng rằng nửa tháng. Trằn trọc suốt đêm không có ngủ. Suốt 5 canh anh ngủ có 4 canh, còn 1 canh anh âm thầm ngủ tiếp. Trời, vậy mà mình mừng lắm. Chứ mình tri nó là huyễn thì mình tri nó huyễn, tức là mình ly, ly huyễn là tức giác. Cái sân nó cũng có thật, tại chẳng qua là nó không đúng ý mình là mình nổi cơn giận. Khi hiểu ra rồi cái hết giận, pháp hòa bị hoại. Thấy một chú bưng cái gì vô là mình nói đùng đùng mình la lên, tao nói dạ không có, tại cái này nó về cái. À vậy hả? Trời điên cái quay cơn. Vậy thì cái sân nó đâu có thiệt. Tại vì mình nó không đúng ý mình là mình nổi sân. Mà mình hiểu ra rồi thì nó có sân. Đó là giải đáp một câu hỏi trong này. Gia đình con có vài người mất đã 70 năm, nếu con muốn cầu siêu cho những người này, con nên cầu siêu ở chùa hay tự cầu siêu ở nhà? Trước hết là mình nói chữ cầu siêu. Siêu gì? Siêu cái phiền não, siêu cái dính mắc. Nếu ông bà mình đã mất lâu rồi, mình cũng không nhất thiết là phải đưa về chùa. Mình muốn thì cũng được, nhưng mà mình tự mình cầu cho người thân mình nó dễ siêu hơn. Tại vì nếu mà người thân của mình mà có lỡ phiền não giận hờn với mình, mà mình mở cái lời mình xin lỗi thì người đó dễ siêu hơn. Bây giờ ví dụ thôi, ví dụ có quà chọc quý vị giận, mà có quà nhiều khác, nhờ người khác tới xin lỗi, chắc gì quý vị tha. Quý vị nói không, phải đích thân cái người đó xin lỗi tôi à. Ví dụ vậy đó. Đừng có nói chi mời thôi đó. Mời mà người ta nhờ nhắn mời mình còn không đi, mà mình tự ái mình nói ai đi vậy kỳ đó. Người ta nhờ chị nhắn mà tôi đi, người đó muốn thì người đó gọi, người ta kiếm tôi, ta mời. Bây giờ có 2 cách để mình làm cho người thân mình siêu, siêu ngay bây giờ, không đợi tới chết. Nếu như mình biết rằng cái người thân của mình đang có phiền não với mình, mình hãy nên gặp người đó, mình tỏ bày sự xin lỗi, ăn năn hối hận của mình, để hai bên cùng giải tỏa cái phiền muộn với nhau, để cho nó cùng nhau mà siêu.
Đừng đợi tới người đó chết rồi mình mới cầu cho siêu. Nhiều khi người đó không đợi mình siêu mà do sân hận phiền não vừa chết là đã đọa, đọa vào những cái chỗ khổ lụy. Cho nên ngay bây giờ mình hãy giúp cho người đó siêu đi, giúp cho người đó siêu cái phiền não của họ đi, để cái phiền não đó không là cái nặng để cho họ không đi được. Còn nếu như mình không biết gì hết, thời xưa mình không hiểu đạo, bây giờ mình hiểu đạo rồi mình muốn cầu siêu cho người thân thì cái này tùy theo mình. Thí dụ như chùa có tổ chức những lễ cầu nguyện chung, mình gửi tên cũng được, rồi hàng ngày ở nhà mình cũng tụng cầu nguyện thêm cho người thân của mình. Thưa đại chúng, người thân mình có siêu không mình không có biết, nhưng mà mỗi lần mình tụng kinh thì cái tâm thiện của mình hướng về người thân của mình. Lỡ họ chưa đi thì nhờ cái này họ đi, mà lỡ họ đi rồi thì được phước thêm tăng trưởng chứ không có sao hết. Cũng giống như mà nhà băng con mình đã có 100 đồng rồi, mình bỏ thêm nó cũng mừng chứ đâu có nói. Nó nói thôi con đủ rồi, ba đừng bỏ nữa, đừng có để thêm như nữa, cho thêm con tốt thôi. Con muốn phóng sanh mà không tiện đem lên chùa nhờ thầy giúp, thì con phải chú nguyện như thế nào, mong thầy chỉ dẫn. Mình không nhất thiết phải đem bất kỳ một con gì về chùa để nhờ chùa chú nguyện hết. Mình cứ thiến nguyện cũng được, không cần tới chú đâu. Chú thiến gì nguyện nguyện là được rồi. Mua 100 con chim ở trong cái lồng của một chút, sách toàn ten lên tới chùa ngồi chờ thầy ra, thầy úng ba la bùm một cái nữa mở ra, chết hết chục con. Chi? Không có cần đâu. Mua đâu phóng đó. Bây giờ quý vị chú nguyện nha. Quý vị trước khi thả chim, quý vị chỉ cần nói vậy thôi. Đời trước các vị trồng căn lành không đủ, cho nên đời này đọa lại làm súc sanh. Hôm nay đủ duyên tôi gặp quý vị, tôi phóng sanh, tôi thả cho quý vị được tự do. Quý vị nhớ quy y Phật, quy pháp, quy tăng, thoát kiếp khổ, tự mình chú nguyện cho nó. Mà cũng chẳng cần phải đợi chim cá gì đâu, mèo chó mình nuôi hàng ngày ở nhà đó, nhớ chú nguyện cho nó luôn, nhớ quy y cho nó. Nó có phước lắm, nó được làm chó nước Mỹ, mặc dù mang cái nghiệp của súc sanh nhưng mà cũng còn phước. Ở xứ Mỹ ăn đồ hộp không à, ở xứ Canada, ở nước ngoài ăn đồ hộp không à, còn chó mèo của nước mình là ăn đồ trong cần sáng. Cho nên tuy nó mang súc sanh, cái nghiệp súc sanh, nhưng mà nó còn chút phước là nó được làm chó mèo ở đất nước này. Rồi bây giờ nó được cái phước nữa là nó, mình nuôi nó. Cho nên mình hãy đem cái tâm thiện lành, mình chú nguyện, mình quy y cho thầy. Có con chó nó gặp ai nó cũng sủa hết. Có một lần có một cái chùa, có hai chó nó chạy qua, thì một con thì rất là hiền, một con rất là dữ. Thì cái con hiền á, có quà kêu nó là con thiện duyên. Rồi cái con dữ á, có quà lỡ là con phục thiện. Tại vì nó gặp ai nó cũng cắn, cũng sủa, phải cho nó phục thiện. Cho nên thưa đại chúng là khi chúng ta có đi phóng sanh á, quý vị không cần mang tới chùa chiền chi đâu, mắc công mà không cần thiết. Mình tự mình phóng sanh, mua cá đem tới bờ sông, niệm Phật cầu nguyện cho nó rồi thả cho nó đi, chú nguyện rồi. Rồi bây giờ nếu như mình có người thân bị bệnh, quý vị lấy thuốc cho người thân mình uống đó, thay vì mình không có nói gì hết, quý vị chú nguyện cũng được. Nam mô Tiêu Ta Diên Thọ Dược Sư Phật, nguyện cho người thân của con uống thuốc này, tập bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc. Mình chú Đức là thay vì mình đưa thuốc khơi khơi, mình nói chuyện này chuyện kia, dừng lại đi, đừng nói gì nữa hết. Hãy đưa cái tâm thiện lành của mình vào trong cái viên thuốc đó, đó gọi là chú nguyện đó. Hồi sáng thì có một bác, không biết bác còn đang,
Bác tới bác nói thầy nhớ không, 2 năm trước lúc là thầy qua đây đó, trời ơi cái vai con đau 20 mấy năm không có hết. Mà cái bữa đó con tới con nhờ thầy, thầy vẽ vẽ sao giờ thầy thấy một vẽ một vẽ. Xong rồi bác dẫn người con bác tới, bác biểu Pháp Hòa làm tiếp, bác nói trời bác ơi bác có biết gì đâu. Nhưng mà có lẽ cái lúc đó do cái tâm thành của bác rồi Pháp Hòa cũng gửi một năng lượng an lành cho bác. Chứ Pháp Hòa có biết thầy bùa, thầy vẽ, thầy chữa bệnh gì đâu. Như bác dẫn thì thôi Pháp Hòa thấy vậy, Pháp Hòa cũng nắm tay người con, Pháp Hòa cũng gửi năng lượng bình an cầu nguyện cho cổ. Chứ còn thật sự Pháp Hòa cũng chẳng nhớ Pháp Hòa làm cái việc đó cho bác nữa. Mà bác nói là bác đau cái bả vai 20 mấy năm không hết. Mà bữa đó bác tới rồi Pháp Hòa làm sao mà giờ bác khỏe mà bác còn biểu diễn được chứ. Bác còn đưa lên đưa xuống, bác nói bác khỏe rồi. Đại khái là cho nên cái chữ chú nguyện là gì? Tức là khi chúng ta đưa hết cái tâm thiện lành của chúng ta vào một cái việc gì? Kính xin Thầy cho biết giải thích, nếu cấp bậc của tu sĩ Phật giáo là nhờ vào thời gian tu học hay là bằng cấp? Bữa nay điều tra tới với Thầy. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, thì thật sự ra không có cái thăng cấp gì hết trơn. Đi tu là đi tu thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mình đi tu là mình bỏ hết. Cả cuộc đời mình bỏ được, mà không lẽ mình chạy vô chùa mình đi kiếm những cái thăng cấp? Không phải đâu. Không có thượng tọa hòa thượng gì phải thăng hết. Nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là đạo Phật loạn, không có phân thứ lớp trật tự. Tạm thời trong cái tổ chức thì chúng ta có những danh từ để gọi, để cho người nhỏ biết kính trọng người trên, người trên biết bổn phận của mình để lo cho người dưới, thế thôi. Như vậy thì cái đó là do lòng kính trọng mà người ta tôn, chứ không phải là do mình có cái bằng cấp. Không phải do bằng cấp. Mình có tài mà mình thiếu hạnh, thiếu đức cũng không được. Ta không chấm đâu. Trong Phật giáo quan trọng bằng cấp. Bằng chứng là mình đi tu mình thọ tỳ kheo giới đó. Tỳ kheo có mấy nghĩa? Tỳ kheo có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác, nghĩa thứ hai là bố ma, nghĩa thứ ba là khất sĩ. Phá ác là phá cái sự xấu ác, bố ma là làm cho ma phiền não sợ mình, cái thứ ba là làm người ăn xin. Có cái bằng gì đó đâu. Làm khất sĩ là người đi xin ăn mà. Vậy thì không có bằng cấp. Nhưng mà trong cái xã hội thời nay, trường Phật học được mở, có những bằng cấp thế này thế kia, chẳng qua là để nâng, cũng như là để khuyến khích các vị tu sĩ phải có học, để làm cái căn bản thèm thang cho đường tu của mình. Còn cái chuyện mà ví dụ như mình lên chức thượng tọa hòa thượng, nói chữ lên chức cho đại chúng dễ hiểu vậy đó, chứ thật sự cái chữ đó không đúng nữa. Tu là không có chức gì để lên đó. Mà bây giờ ví dụ bây giờ đại chúng đến với một vị thầy là do vị thầy đó có cái đạo hạnh tu hành, hay do cái vị thầy đó có bằng cấp? Đại chúng đến với bằng cấp hay đại chúng đến với người có tu? Đến người có tu. Đến với cái người có cái đạo hạnh. Cho nên bây giờ quý vị cứ nhớ câu này làm gốc này. Đức giả là bổn giả, tài giả mạt giả. Cái đức là cái gốc, cái tài là cái nhánh, cái ngọn thôi. Ở trên đời này không ai mà không cần cái đức. Cho nên chúng ta phải sống, mà chúng ta thường hay nói là để cái đức lại cho con cháu là vậy. Cái đức là ở cái chỗ chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, chúng ta tu. Cho nên thưa đại chúng, ví dụ mỗi lần mình nổi sân, thay vì mình nói là trời không được đâu, tôi phải nói sân, tôi phải nói giận, tôi là nhịn người ta được, cái lúc đó tăng cái đức cho mình. Tại vì mình nói mình giận, mình nói sai,
đức mình nó giảm. Cho nên một cái người tu á, hay là nói chung là một con người, thì chúng ta không nói lời thô, không nghĩ quấy, không làm ác. Bây giờ mình định nghĩa chữ thiện với ác này. Thế nào là thiện? Thiện là tăng ít. Thế nào là ác? Tổn giảm. Mình nói cái gì mà cho người ta tổn giảm hạnh phúc của người ta là ác đó. Chứ không phải là cầm dao giết người mới kêu ác đâu. Làm cái việc gì mà để cho người ta tổn thương, người ta tổn giảm đi cái hạnh phúc của người ta, thì tự mình đã ác rồi. Con muốn hiểu rõ các màu áo mà các thầy mặc có ý nghĩa như thế nào. Màu vàng, màu lam, màu nâu. Lại có những chiếc áo phía sau có nhiều mảnh và ý nghĩa như thế nào. Này đi tu đi biết. Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa nói gọn thôi. Cái áo mà quý thầy mặc, cái miếng vải mà đắp ở bên ngoài đó, cái đó gọi là ca sa. Ca sa là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch là hoại sắc. Hoại sắc nghĩa là những cái màu sắc nó không có chính thức là một màu gì hết, cho nên nó lút lút, nó mờ mờ vậy đó, nó lút lút vậy đó, kêu là hoại sắc, gọi là ca sa. Mà bây giờ chúng ta đọc là cà sa. Cà mà các thầy đắp kêu là cà sa. Cà mà chấm bánh mì là cà ri. Cà mà nấu canh chua là cà tomat. Cà mà dầm với chao là cà pháo. Cà bốc khói là cà rem. Cà đám cưới xài là cà rá. Đi shopping móc thẻ ra cà kêu cà thẻ. Cuối tháng về mà nhìn cái bill mà cái số nó quá trời quá đất kêu cà lâm. Nhiều cà lắm. Các thầy cũng có ăn cà, cà sa. Thì cái chữ ca sa đó nghĩa là hoại sắc. Bây giờ màu nâu, màu vàng tượng trưng cho màu gì? Tượng trưng cho đất. Tượng trưng cho đất. Mà đất á, thì nó dày, nó rộng, nghĩa là có khả năng nhẫn nhịn. Nước sạch quý vị đổ xuống đất, đất vẫn nhận. Nước dơ đổ xuống đất, đất vẫn nhận. Người tu của ta cũng thế. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, mình phải nhận. Cho nên mặc cái áo nâu là nhắc nhở mình, hay mặc cái màu lam, xin lỗi, màu vàng đó là màu của đất. Đất là phải rộng, phải dày để chứa. Còn cái màu lam là màu gì? Màu lam là màu hương khói. Nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải để cho tâm hồn mình thanh thoát như làn khói hương. Đừng để nó nặng nề như tro. Tại vì tro thì nó rớt xuống, khói thì nó bay lên. Cho nên mỗi lần thắp cây hương thôi, thì tự nhắc nhở mình, con nguyện để lòng của con nhẹ nhàng như mây khói. Không để những lời khen tiếng chê nặng nề như những tro tàn nó rơi xuống. Mà màu lam còn là màu của đất, mà đất mà nó chưa có già, đất non đó. Nó cái màu đất sét non đó. Nghĩa là mình mới bước chân vào đạo, cái sức nhẫn của mình bắt đầu nó từ từ, cho đến khi nào mà nó đất già, nó màu nâu. Cái ý nghĩa nó vậy. Ở trên cái áo càng quý vị mặc đó, thỉnh thoảng thấy có một hai cái là may theo kiểu người Hoa đó. Cái cổ nó chồng lên ba lớp. Cái cổ chồng lên ba lớp là tượng trưng cho tam bảo. Cái đó người ta gọi là tam bảo lãnh. Lãnh là cái bâu. Còn như cái áo tràng của Việt Nam nó có một lớp, và nó chấn ở ngay đường giữa đây, một đường đây nè. Quý vị có cái áo tràng, quý vị nhìn xuống, quý vị thấy con đường ngay đây. Tượng trưng cho nhất thừa. Thì nói một cách khác là chỉ một con đường đó mà chúng ta đi lên. Vậy quý vị hiểu được cái màu sắc rồi ha. Còn ví dụ như quý thầy đắp y á, mỗi thầy có 3 y. Y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều. Tức là cái y đó là tượng trưng cho cái ruộng.
cái ruộng phước. Và cái ruộng phước đó, đó là mỗi người khi đi tu là có ba tấm y, đó là tượng trưng cho ba cái mảnh ruộng phước. Rồi Phật tử ta cúng dường, có nghĩa là ta gieo cái hạt giống thiện phước vào trong cái mảnh đất đó. Chúng ta là người tiếp nhận và cúng dường, nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái hạt giống người ta gửi lên mình, thì mình phải vun bón như thế nào để cho cái hạt giống đó tươi tốt. Ngày xưa không có phải đi mua vải mai đâu, ngày xưa là các thầy phải đi mua trong rừng á, rồi đi lượm những cái tấm vải cũ trong rừng á, do những cái xác chết người ta chết rồi nó rã ra đó, rồi mình lượm cái đó mình giặt sạch rồi mình cắt gọn lại, mình kết thành hàng trăm miếng như vậy để mình làm thành một cái tấm y mình đắp. Cái y đó gọi là y bá nạp. Bá nạp có nghĩa là cả trăm mảnh nó nạp lại với nhau. Thì bây giờ cũng muốn giữ lại cái truyền thống đó, cho nên cắt cái y nhỏ 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 rồi ráp lại. Cho nên quý vị thấy những vị hòa thượng thường hay đắp cái y nó nhỏ 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 hàng trăm miếng như vậy đó. Cái đó gọi là y bá nạp. Mà ngày xưa không phải cắt như vậy, mà ngày xưa là lấy vải rồi đắp sao rồi cho nó thành một miếng bự. Và cái y của ngày xưa là quấn giống như các sư bên Nam Tông vậy đó, các sư Miên, sư Lào vậy đó, chứ không phải đắp như quý thầy mình bây giờ đâu. Nhưng mà khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, thì cái Trung Quốc là cái xứ lễ nghĩa, mặc gì cũng được, bắt đầu mới dựa theo cái áo của các ông quan nhà Đường chế ra cái áo tay rộng, chế ra cái áo tay rộng rồi mới chỉnh đốn là cái lá y để làm cho nó phù hợp với cái quốc độ của Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng cái đường cách đó cho mình dẫn đắp y cái kiểu đó. Chứ đúng ra là mình phải quấn y giống như các sư, sư bên Khất Sĩ, bên Nguyên Thủy, bên Lào, bên Thái rồi. Nhưng bây giờ nói chung lại, y kiểu nào cũng sao hết, mà mục đích mặc y để làm cái gì? Lấy cái y đó để tượng trưng nhắc nhở rằng chúng ta đang đắp cái y của sự giải thoát. Chúng ta đang đắp cái lá y của một mảnh đất biết nhẫn nhịn, biết chứa tất cả nước sạch hay nước dơ, thế thôi. Và chúng ta đang gìn giữ một miếng đất ruộng cho tốt để người khác gieo hạt giống vào. Trong này có một câu là: kính xin thầy cho những ví dụ hoặc giải thích để chứng minh là có luân hồi. Thật sự ra thưa đại chúng, luân hồi không phải của Đức Phật chế ra. Mình là Phật tử, mình phải quý cái điều này. Nhân quả luân hồi không phải Phật chế ra. Phật là người nhận chân ra cuộc sống có luân hồi nhân quả, chứ không phải là người tạo. Phật không phải là người tạo ra nhân quả luân hồi. Anh tin nhân quả hay không, điều đó không quan trọng. Thủy chung anh vẫn ở trong vòng nhân quả. Anh tin luân hồi không, không sao hết, anh vẫn phải chấp nhận ở trong cái luân hồi. Bây giờ phóng vào ví dụ, anh không tin nhân quả, anh thử anh tán người ta bạc tay, người ta có tán lại không? Anh không cần phải tin, nhưng mà trong cuộc đời là thử anh, người ta đang đứng nhận lệnh tán ta, người ta có tán lên. Thì cái bữa đó có cái ông đó, ông nói vậy đó, ông nói với một vị hòa thượng là tôi không tin nhân quả. Thì hòa thượng tán ông một bạc tay, ông tán hòa thượng lên bạc tay, thì hòa thượng hỏi: đạo hữu tin nhân quả chưa? Lúc này ông này giật mình. Nhân là mình tạo, quả là cái nó trở lại với mình, thế thôi. Anh không cần phải đạo Phật để tin nhân quả, không cần. Đạo lý nhân quả là Phật là người quán chiếu thấy cuộc đời có nhân quả thì Phật nói cho mình nghe thôi, còn tin hay không tùy mình. Còn bây giờ Pháp Hòa nó luân hồi nè, cái hoa này có phải là cái hoa lần đầu tiên mọc không? Không, nó là sự tiếp nối của muôn ngàn cái hoa khác. Cái hoa này nó héo, nó hư, nó trở thành nó phân bón. Rồi phân bón nó tiếp tục nó nuôi cho những cây cỏ khác trở lên. Nước nó bốc lên nó làm mây, thì chúng ta gọi là mây, ở cái hiện tượng đó là mây. Nhưng khi đủ duyên mây nó rơi xuống, chúng ta không gọi mây, chúng ta không gọi nước, mà chúng ta gọi là mưa. Nhưng mà khi mưa nó rơi xuống đất rồi, chúng ta không gọi mưa, chúng ta không gọi mây, mà chúng ta gọi nước.
Rồi nước đó, nó đủ cái độ lạnh, nó đông lại, chúng ta gọi là đá. Đá nó đủ độ ấm, nó tan, chúng ta gọi là nước. Sóng nó đánh lên cái bờ của chúng ta kêu là bọt. Rồi sóng nó đánh lên, nó nhồi, chúng ta gọi là sóng. Nhưng mà sóng bọt thì nó vẫn là nước. Cái luân hồi, bây giờ quý vị luân hồi nè, ở trong nhà mình đó, hôm nào mà tiệc tùng xong mình nấu thức ăn ra nhiều quá, bắt đầu dư thứ một chút á, mình dồn nó vô trong một nồi hết á, mình nấu lại á, nó thành nồi, một nồi thập cẩm, luân hồi đó, tái sinh nhiều cách. Nấu cơm mà lỡ nó nhão quá, đổ nước vô, nấu lỏng ra chút cái nó thành cháo, nó khác tên, nó khác kiểu thôi. Cho nên thưa đại chúng, đủ duyên thì nó ở cái dạng này, đủ duyên là ở cái dạng khác. Mình không tin đâu có sao đâu, đâu có ai bắt buộc mình phải tin. Nhưng mà đạo lý luân hồi và nhân quả là do Phật phát hiện ra. Phật là người phát hiện ra rằng cuộc đời này có nhân quả luân hồi. Anh không tin, thí dụ bây giờ anh không tin nhân quả phải không? Anh nói anh không phải, anh không tin. Anh đi ăn cắp, ăn trộm, coi anh có bị bắt không? Thì anh giết người, anh cướp của, coi anh có bị ở tù không? Anh làm cái nhân xấu thì cái quả xấu nó đến. Anh làm cái nhân lầm thì quả lầm nó đến. Anh tin không tin, đạo lý của nhà Phật không hề có bị ảnh hưởng gì hết. Tại vì cái này là do Phật thấy, Phật nói cho mình nghe. Tin không tin tùy mình. Ví dụ như Phật nói đời là khổ. Làm sao là khổ? Thế nào là khổ? Bởi vì sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đó là bốn cái khổ của sinh lý. Bây giờ bốn cái khổ của tâm lý: thù ghét gặp gỡ, thương yêu mà phải xa lìa, cầu mà không được. Khổ không? Khổ tâm lý. Nhưng mà Phật chỉ nói cái đó là một sự thật vậy đó. Mà lý do là mình khổ vì mình không chấp nhận nó, cho nên nó khổ. Chứ già là một sự thật. Già là một sự thật. Anh không chấp nhận già cho nên anh mới khổ. Còn anh chấp nhận anh già, anh không có khổ. Già thì sống theo già. Lúc mình khỏe thì đi làm, già ăn tiền già, về hưu ở nhà niệm Phật, rảnh đi sơ bớt lên chùa. Già nó cũng có cái hạnh phúc của tuổi già. Mà nếu mình an hưởng được tuổi già, không có khổ. Già mà không khổ. Hồi còn khỏe mình làm hết tất cả việc rồi, tới bây giờ bệnh thì bây giờ bắt đầu phải chăm sóc bệnh và sống theo cái bệnh. Có bệnh là một sự thật, nhưng mình biết chấp nhận nó, không khổ. Khi mình không chấp nhận nó, bắt đầu nó khổ. Chết là một sự thật. Thưa đại chúng, chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Nổi cái chuyện ngồi sợ chết không là mình đã khổ rồi. Còn chết ngắt rồi biết gì nữa đâu khổ. Cho nên rồi mà chết rồi mà ta đem đi thiêu, nó đừng thiêu tôi nóng lắm. Chết rồi biết gì nữa nóng. Mà sợ nóng mà ta bỏ vô quan tài, ta nhấn, ta nhét, ta chôn chứ không sợ ngọt nữa. Trời ơi, nó nóng hơn cái rèo, nó còn lẹ hơn chết ngọt nữa. Đừng có sợ mấy cái đó. Không có gì phải sợ hết. Thật sự ra con người, Pháp Hòa nói là sáng, con người mình ở trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Con vật nó chết ở trong rừng, nó nằm yên đó, con khác tới ăn. Con người không thể làm vậy được, phải kiếm cách thanh toán. Chân thôi nó xịn nó hôi thì sao? Thì bây giờ thanh toán bằng cách nào? Để vô trong lò là hỏa táng, đem xuống đất là an táng, bỏ xuống sông là thủy táng, chặt khúc dơ bỏ vào rừng cho chim ăn là điểu táng, để trong rừng là thi lâm táng, năm cách táng, táng kiểu nào cũng được hết. Ở trong chùa nó cũng nhiều bài táng, táng đậu, táng sắp, táng rơi, cách nào cũng được. Không có cái nào tốt, cái nào xấu hết á. Có ông bác mà trước khi Pháp Hòa ra phi trường gọi Pháp Hòa: thầy ơi thầy, nửa chết á, thiêu được không thầy? Còn nó dạ được chứ. Mà thiêu rồi
rải xuống nước trong vòng 49 ngày hay là phải sau 49 ngày. Phá Hoài nó không có gì khác đâu. 49 ngày cũng ở trong hũ. Phá Hoài nói xong rồi, Hoài nói con của con á, nó nói nữa con chết á, nó để 49 ngày nó mới rải mà con biết không biết có được không. Phá Hoài nói vậy con bác cũng được rồi đó, để tới 49 ngày chứ nữa Pháp Hòa vừa xong là cho vô thùng rác luôn, khỏi cần 49 ngày 50 ngày chi nữa mất công. Cho nên thưa đại chúng á, tất cả những gì Phật thấy Phật nói không phải là Phật là người tạo ra, Phật bắt mình phải nghe, không nghe mà Phật quở, không có cái gì đó. Mình tin không tin là quyền của mình. Thí dụ như bây giờ Phật nói là hút thuốc nhiều nám phổi, mình không tin là hút thử đi. Phật đã nói hại cái nhân mình hút thuốc thì cái quả là nám phổi. Ví dụ vậy đi. Hay là bây giờ người ta nói là anh mũ rụng sai có ngà anh rụng chết người ta, anh lái xe không tin, nó tôi uống cho tôi lái vững lắm à, 10 lần vững cũng có 1 lần nó không vững. Cho nên á, nhân quả luân hồi Phật không có chế, Phật không có phải là người tạo ra nó rồi bắt mình phải theo. Phật là người thấy nó đang hiện hữu trong cuộc đời này. Với con người Phật thấy rõ bốn tướng sanh già bệnh chết. Vũ trụ này Phật thấy rõ bốn tướng thành trụ hoại không. Vạn vật mình đang xài đây Phật thấy rõ bốn tướng sanh trụ dị diệt. Đây cái bông này nè, quý vị thấy nó đẹp không? Mình thấy nó xanh thôi, nhưng mà trong khi nó đang sống đây, mình tưới nó đây mà mình nghĩ là nó sống đó, trong khi nó đang trụ đây nè, nó cũng đang dị đó. Dị tức là nó biến đổi từ từ. Bây giờ không tin nhìn lên tóc mình đi. Hồi mình mới là thanh niên thiếu nữ đó, đen phơi phới rồi kêu là xanh, rồi nó trụ. Nó trụ đâu được chừng tới 40 tuổi, nhưng mà trong khi nó trụ là nó làm sao nó dị, nó biến đổi. Thấy không? Từ cái tóc đen từ từ ra muối tiêu, rồi muối tiêu xong rồi một á là nó trắng hết, kêu là muối. Còn không thì nó tiêu, mà hễ mà nó tiêu thì mình kêu đi bán muối. Da của mình hồi nó còn trẻ nó khác, mà bắt đầu nó từ mình tưởng là nó trụ, trong khi nó trụ là nó đang dị đó, nó biến đổi từ 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 đến một ngày nó dị. Thân thể con người Phật thấy rõ sanh già bệnh chết, cuộc sống của con người. Thế giới vũ trụ Phật thấy rõ bốn tướng thành trụ hoại không. Hiện tượng sự vật ở đây Phật thấy rõ sanh trụ dị diệt. Anh tin cũng được, không tin cũng không sao hết, nhưng mà anh vẫn à. Bây giờ câu cuối cùng, con xin có hai câu hỏi giải thích cho chúng con hiểu. Khi lại bàn tay phải lật ngửa ra hay úp xuống? Và câu hỏi Đức Phật Thích Ca sao lại có tóc mà quý Tăng Ni phải cạo đầu? Cái này là Phật tử đang tranh đấu cho Tăng Ni á. Phật để tóc mà bắt mấy thầy cạo. Thưa đại chúng, lại Phật á, là một cái pháp môn để chúng ta tu chuyển hóa cái bản ngã của chúng ta. Con người chúng ta ai cũng có một cái ngã, là gì, cái tôi lớn lắm. Lúc nào mình cũng nghĩ mình hơn người này, hơn người kia. Cho nên đó, ở trong đạo Phật có một phương pháp là lại. Lạy xá chào để chúng ta bào mòn đi cái bản ngã của mình. Khi mình chắp tay á, mình để ngay cái lồng ngực này, tượng trưng cho hiệp tâm. Cho nên người ta gọi cái bàn tay là hiệp chưởng. Chưởng là bàn tay, hiệp là hợp lại. 10 ngón tay ở hai bàn tay chúng ta gom lại như thế này,
chúng ta gọi là hiệp trưởng. Còn nếu mà chúng ta giận ai quá, chúng ta tung một tung gọi là tung trưởng. Trưởng nó một trưởng đi, rồi đưa nó một tay. Bây giờ mình tu là mình hiệp trưởng nè. Khi mình hiệp trưởng tượng trưng cho nhất tâm, bởi vì 10 ngón tay nó so le và đem nó về đây hết, nhất tâm. Mà trước khi chúng ta cầu cái quả cao thượng, chúng ta phải hạ mình. Cho nên khi mà lại ra đưa cái tay lên trên, sau đó đi xuống, tượng trưng cho thân khẩu ý thanh tịnh hoàn toàn. Đây, bàn tay đưa lên nè, đưa lên tới đây nè, ý nè, đi ngang đây là miệng nè, xuống đây là thân. Thân khẩu ý, thân là ngay đây, khẩu là đây, ý là đây. Ba nghiệp thanh tịnh lễ xuống. Thì khi mà mình lễ xuống rồi đó là hai cái gối, hai cái đầu gối mình chạm xuống đất, hai cái chỏ của mình chạm xuống đất và cái đầu mình chạm xuống đất. Nhà Phật gọi là ngũ thể đầu địa, năm gốc sát đất. Cái đầu của mình, hai cái chỏ mình và hai cái gối mình là năm con. Ngũ thể đầu địa là năm cái này, bây giờ nó mọt xuống đất. Và khi chúng ta hạ mình sát xuống đất rồi thì bàn tay chúng ta mở ra, tượng trưng cho cái gì? Hồi nãy là chúng ta xuống đó, là vậy nè, buông xả tất cả, xuống được tới đất rồi là mở lòng ra với tất cả. Cho nên khi mình sát đất rồi, tay mình mở ra trước Phật rồi, không còn gì giấu giếm, con phơi trải tâm can của con ra. Và còn tượng trưng cho mở lòng. Khi chúng ta có mở lòng với mọi người thì người ta mới đến với mình được. Ở ngoài đời nó có cái bản gõ cửa trái tim, gõ cửa trái tim. Bây giờ trước khi mình gõ cửa nhà băng người ta, mình phải gõ cửa trái tim trước. Cho nên khi mình đưa xuống, lúc mà mình lại xuống vậy nè, đó, lại xuống hạ cái tay này vậy nè, phải không? Hạ xuống là buông xả. Mà khi mình xả tận cùng của cái xả rồi thì bắt đầu thênh thang, rộng mở. Mà đại chúng có phải nghĩ rồi có phải không? Bữa nào mà trong lòng mình xả hết, không còn buồn phiền hay, tâm thân mình nó thơ thới lắm. Hôm nào mình không có phiền hay, không có giận hay, không có gì, thân tâm nó nhẹ nhõm vô cùng. Mà ngày nào mà có một chút lo lắng, coi trời, thân thể mình nó nặng nề, ngủ không yên, ăn không ngon, ngồi không vững. Mà hôm nào lòng mình buông xả hết mọi thứ, khỏe lắm. Cho nên khi mình đưa cái tay xuống xả, mở lòng, dễ thôi. Lại Phật đó không có cần phải, nghĩa là lại từ tốn. Lại xuống rồi mình trải ra, rồi ít nhất một hơi thở, rồi mình từ từ mình đứng lên. Khi đứng lên rồi mình xả, rồi mình lại lại nữa. Chứ không cần phải lại bao, lại từ tốn mà lại mà phơi cả. Còn nếu mà quý vị thực tập nữa đó, khi quý vị phủ phục xuống thì đọc ba câu, không hòa lại Phật, qua đọc ba câu: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Mỗi lần hòa lại Phật, qua đọc ba câu đó đó: tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Trong khi mình lại mình nghĩ lung tung chứ, mình nghĩ gì hết. Thay vì mình nghĩ tùm lum, nghĩ một câu đó đi: chánh niệm khi lại. Vậy quý vị đó, nào bây giờ giải quyết câu cuối ha. Tại sao Phật có tóc mà thầy cô cạo đầu? Thưa đại chúng, thật ra đó, khi Đức Phật đi tu, Ngài cũng cạo tóc. Quý vị nhớ không? Ngài vượt thành đi tới dòng sông Anoma, rồi Ngài mới cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thải tạp chướng muôn phiền. Nhớ câu đó không? Sau chuyến du hành, thái tử thấy khắp nhân gian vậy đầy đau khổ,
đàn thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái mạnh được yêu thú phiền trượt khắp muôn loài. Thao thức bần phân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng. Vợ đẹp con xinh vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cò. Dòng Anoma giữa đêm trường tinh mịch, thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thái tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền, cùng tiên bạc già tu nước rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn vương mắc tự sân. Mài một mình đến núi tuyết tịnh tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sanh khởi. Đêm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, tầng khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy. Phật Thế Tôn Phật cao đâu? Nhưng mà bây giờ tại sao mình thấy tượng Phật có tóc? Bởi vì khi chúng ta làm tượng Phật, quý vị có nhớ Phật có bao nhiêu tướng tốt không? 32 thôi. Mày hay bạc đề ra thêm hai con. Phật có 32 tướng tốt. Nhưng bây giờ làm tượng Phật thì mình muốn biểu lộ tất cả những cái tướng tốt nào của Phật mà mình có thể tạo trên một tượng Phật. Ví dụ tóc của Phật, lỗ tai Phật, mũi Phật, mắt Phật, môi Phật, nhưng mà không thể làm cái răng. Vì trong kinh nói là Phật có 40 cái răng, không có một cái tượng Phật nào mà làm gì hết trơn để mình đi lợi mình đếm của Phật có đủ 40 răng không. Cái tướng răng sao làm được, cho nên Phật phải ngồi im. Nhưng mà cái tướng tóc làm được. Tóc của Phật là tự quấn, tự nó xoắn xoắn vậy đó. Bây giờ cái tượng Phật mình làm để mình biểu lộ hết được cái nét đẹp mà chúng ta có thể làm được. Diễn tả đâu có đủ 32 tướng đâu, nhưng mà cái gì chúng ta có thể làm được. Đỉnh đầu nè, quý vị thấy này Quan Âm. Cái đỉnh đầu của Phật có cái tướng, có một cục thịt nổi cao cao lên. Mà bây giờ mình nhìn giống như Phật là công tử của nước Tàu vậy đó. Có một cục tóc như sao này. Cái đó người ta làm nó hơi cao để cho mình biết cái này là cái đỉnh, chứ thật sự Phật không có cái cao một cục dày đâu. Vừa vừa thôi. Cái đỉnh đầu của Phật có một cục thịt nổi nhỏ nhỏ lên. Tóc của Phật hướng về phía phải. Lỗ tai của Phật dài, nhân trung Phật sâu, môi dày đều đẹp, mũi cao. Ở phía sau gót á, cái sau óc của Phật á, nó không có lõm mà nó bằng. Giờ lấy cái tay ra cho mình coi cái lõm không? Cái óc của Phật nó bằng, không có cái lõm ở phía sau. Thường thường mình có cái lõm phía sau là Phật, là Phật bằng. Mà bây giờ người ta làm cái chỗ đó ta đâu có làm được. Không lẽ giờ làm sao tượng Phật cao lên trường khúc ra để lờ mình giờ. Có những cái diễn đạt không có được. Thì thôi bây giờ cái gì làm được thì chúng ta làm vậy thôi. Chứ còn thật sự ra Phật đi tu Phật cũng cao. Mà thưa đại chúng, tại sao đi tu phải cạo đầu? Để nó đỡ tốn tiền xà bông. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa,
Tóc em lưa thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Răng với tóc là gốc của con người. Tóc là tượng trưng cho phiền não. Tóc là tượng trưng cho phiền não bởi vì không chải một ngày là nó rối. Cho nên khi mà mình để tóc đó, là nó tượng trưng cho cái rối rắm, mà nó còn tượng trưng cho cái phiền não. Mà thật sự ra phủi rồi thì nó nhẹ, đỡ tốn đủ thứ đó. Có bạc cũng không ai thấy, bị cạo hoài ai thấy bạc đâu, khỏi nhuộm. Cũng có một kiểu mà làm hoài bóng lửa. Có nhiều Phật tử gặp ông Hoàng hỏi thầy xức cái gì trên đầu thầy mà nó bóng dữ vậy. Trời Phật ơi, có gì đâu mà xức, tại đèn nó dội thì nó sáng thôi. Thưa đại chúng, là mình đi phủi tóc rồi nó đỡ tốn nhiều thứ, nó đỡ mất công nhiều việc. Cho nên đi tu cạo đầu là tượng trưng cho phủi phiền não. Con ăn chay lại sám hối hàng ngày, vậy con có bớt nghiệp với những người đó không? Cái câu hỏi nè, sao những người đồng nghiệp nói với con có những lời mắng nặng với con dù con không có làm điều gì sai quấy, trong khi họ lại ngọt ngào với người khác? Con luôn cố gắng nhịn nhục để làm việc mà ngược lại thì họ lại muốn con bị mất việc. Con ăn chay và lại sám hối hàng ngày, vậy con có bớt nghiệp với những người đó không? Dạ bớt. Tại vì khi mà người ta đối xử xấu với mình nhưng mà tâm mình đừng có chống bán lại, thì trước mắt là dĩ nhiên là mình giảm cái nghiệp với họ rồi. Còn nếu mà mình càng nói thì họ đã bực bội mình rồi, nhưng mà chắc chắn phải có vấn đề. Cái này là mình thấy tôi không có làm gì sai, nhưng mà mình đâu có biết được. Một là mình có làm mà mình không biết, tại vì tội nó cũng có nhiều loại. Cố ý là đã làm đi, vô ý cũng có đôi khi mình vô tình mình làm có cái gì sai, mít lòng người ta mà ta không nói ra, thì từ đó người ta không thích mình. Còn nếu mà nói về quá khứ thì không chừng mình cũng có những cái nghịch nghiệp với họ, cho nên đời này tự nhiên họ gặp mình họ bực. Mà cũng có nhiều khi mình nói nè, nó không ăn hết gì của tôi mà sao tôi thấy nó tôi ghét à. Cũng có à. Cho nên thưa đại chúng, là ở đời này á, chúng ta quán chiếu như thế này nè. Chúng ta có hai loại bạn. Một là người bạn hiểu mình, hai là bạn chưa hiểu mình. Đừng có thấy ai là kẻ thù hết, mà thấy họ đều là bạn của mình. Nhưng mà có những người bạn họ hiểu mình thì nó dễ rồi, hiểu mình cho nên họ thông cảm và tha thứ. Nhưng có một dạng bạn là họ không hiểu mình, nghĩa là họ luôn luôn họ làm những cái điều nghịch ý mình. Đừng có coi họ là kẻ thù, tại vì như vậy mình cũng để một cái sự hận thù, ghét bỏ trong lòng không tốt. Cứ coi họ là bạn, nhưng mà bạn này chưa hiểu mình. Mà bây giờ một ngày nào đó mình cứ sống tốt, sống đàng hoàng, đủ duyên họ hiểu mình, chừng đó họ sẽ đến với mình. Thời đó Pháp Hòa đi học á, Pháp Hòa bị chọc nhiều lắm. Nhất là cái thời gian Pháp Hòa học lớp 10, cái năm đầu tiên vô high school là bị chọc mỗi ngày luôn. Hết việc chọc rồi tới Mỹ mới chọc, chọc từ sáng tới chiều. Việt Nam thôi mà nó cũng chọc mình nữa, nó biết mình là người tu đó chứ. Nó đi vô trường nó gặp mình, cho nó đứng nép qua bên nó, A-di-đà-phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Có trong giấy đó mà Pháp Hòa có nói gì. Mấy đứa Mỹ á, nó uống cái lon coca rồi nó đi ngang, thay vì nó dục vô thùng rác, nó để đầu Pháp Hòa nó dậm dậm lên. Pháp Hòa đang viết bài nó lại nó xé. Có đứa nó đi ngang nó phun nước miếng lên đầu mình. Pháp Hòa không nói gì. Mà thưa đại chúng, sau một thời gian những cái việc đó rồi, những cái đứa nó là như vậy, sau này nó binh Pháp Hòa hết. Đứa nào mà tới chọc ghẹo Pháp Hòa, nó tới nó nói leave him alone, mình không cần nói, hộ pháp xuất hiện rồi. Cho nên Pháp Hòa tin một cái điều á,
Phật dạy trong kinh đó, có những cái sức mạnh. Sức mạnh của một đứa con nít là tiếng khóc. Sức mạnh của một người phụ nữ là sự hờn lẫy. Sức mạnh của ông vua là uy quyền. Sức mạnh của một đại gia là tiền của. Sức mạnh của người tu là nhẫn nhục. Mình phải có cái sức mạnh nhẫn nhục thì mình mới vượt thắng tất cả mọi cái chướng ngại của đời này. Và thưa đại chúng, quý vị kiểm đi, từ khi mà mình lớn cho tới giờ phút này, có những lần nào quý vị nhịn nhục không? Có. Và quý vị thấy rõ ràng là những lần quý vị nhịn đó là những lần đã qua được những cái tai nạn. Người ta nói bất nhẫn thì tai ương, không có nhịn thì tai ương nó đến. Cho nên mình chịu khó mình. Nhưng mà người ta thường nói nhẫn nhục đó, thì mình nói là nhẫn thì phải chịu nhục. Dạ không, cái chữ đó không nghĩa vậy. Nhẫn thì không nhục. Chữ nhẫn nhục không có nghĩa là nhẫn thì phải nhục, mà phải nói ngược lại, nhẫn thì không có nhục. Tại vì mình không nhẫn, mình nói sai, nói bậy, mình mới nhục nhã với bà con sống lại. Còn mình nhịn không có nhục. Thí dụ Pháp Hòa đứng dậy, Pháp Hòa đánh nó, đánh cũng có lợi đâu. Mà mình cũng phải nhục là, mà đánh nó là mình thua. Là tại vì nó là người đời, nó đánh sao cũng được. Mình là tu thì ta nói, ô, ông thầy tu đi đánh lộn. Nghe nó kỳ. Cho nên mình nhịn nó, mình không có nhục. Mình không nhịn nó, mình không nhục. Còn bây giờ mình ăn chay, mình lại sám hối. Mình ăn chay là mình tịnh chứ được cái nghiệp của mình rồi. Mình lại sám hối. Bây giờ mình cố gắng, mình nguyện cho con giải những cái oan trái giữa con với những người cùng chỗ làm của con. Ngày nào cũng phát nguyện vậy rồi vô trong hãng. Họ đụng tới mình nhớ mình phát nguyện giải oan trái với họ mà. Tại sao mình lại phải đi hơn đua với họ? Tự nhiên mình vượt được những khó khăn. Thôi thì hôm nay, cái buổi sinh hoạt cuối cùng của ngày hôm nay là cái giờ những cái vấn đáp. Họ còn đây nữa hả? Mà thôi chắc cũng hết giờ rồi. Giờ ta để cái câu mấy câu hỏi này là có gì Pháp Hòa sẽ trả lời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, là suốt cả ngày hôm nay Pháp Hòa rất là trân trọng và biết ơn quý vị đã không có quản ngại sự mệt nhọc đến đây để cùng sinh hoạt như thế này. Có những bác lớn tuổi ngồi suốt cả ngày, Pháp Hòa rất là cảm động và rất là kính quý cái tâm hạnh của quý bác đối với Phật Pháp cũng như riêng cho bản thân Pháp Hòa. Và thời gian cũng đã hết, và ngày hôm nay cũng đã xong những cái công việc Phật sự mà chúng ta đã đề ra cho ngày sinh hoạt hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn được sức khỏe, an vui, tinh tấn trên đường tu học. Và mong đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại. Và nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con không biết nói lấy là không biết nói gì hơn ngoài sự cảm niệm công đức của thầy để cho hàng Phật tử chúng con ba thời pháp thoại thật là sâu sắc và ý nghĩa vô cùng cuộc sống của hàng Phật tử chúng con. Chúng con cầu chúc thầy sức khỏe dồi dào, Phật sự viên mãn và là một người thầy mô phạm, là điểm tựa cho hàng Phật tử của chúng con. Thứ nữa, cảm ơn gia đình của Tú Uyên và anh Quang đã ủng hộ đạo tràng chùa Quan Thế Âm
mướn cái hội trường này cho tất cả đại chúng chúng ta có một ngày tu học thật là an lạc. Đại chúng vỗ tay đi. Và người xưa có nói câu có thực mới vực được đạo. Thì phòng ẩm thực ngày hôm nay, gia đình của chú Lệnh Phở Đại Lợi đã cúng dường hết tất cả. Và thưa đến, cảm ơn chú Bình, chủ chợ Hồng Kông đã ủng hộ cho chùa. Và cảm ơn Phúc đã set up một dàn âm thanh thật là hay, thật là tuyệt vời. Ngày hôm nay thầy hát rất là nhiều bởi vì âm thanh hay quá đi. Và thứ đến, người xưa nói câu một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại thành hòn núi cao. Thật ra riêng một mình bản thân con thì không có tổ chức được một ngày như ngày hôm qua và một ngày như ngày hôm nay. Đỡ có được một ngày, hai ngày mà được tu học thập phần viên mãn trọn vẹn như thế này là nhờ quý bác, quý anh, quý chị đã lấy những ngày nghỉ mà ở lại chùa thức ngày, thức đêm đỡ lo phần ẩm thực thật là ngon, thật là mỹ mãn. Từ hồi sáng giờ đi đâu ai cũng hỏi sư cô nấu, nó thật ra sư cô không có làm gì hết á, đi tới đi lui thôi mà cũng mỏi hai cái đầu gối. Đây là một cái công đức thật là vô cùng và tán dương đến quý Phật tử. Dù tuổi đã 75, 65 mà thức qua đêm đỡ mà nấu ăn. Cảm ơn quý là vị rất là nhiều. Và thưa đến, cảm ơn tất cả quý Phật tử ủng hộ cho chùa, cũng như quý vị một ngày hôm nay từ 7 giờ sáng đã đến đây rồi. Sư cô đi đến đây 5 giờ, nhưng quý vị 7 giờ đã đi đến đây, và các vị đã ở tiểu bang thật là xa, lái xe qua đêm 7-8 tiếng đồng hồ đến chùa. Sư cô hỏi thầy đâu rồi, nó nói thầy ngủ ở bên chùa bên kia, buồn quá. Tôi nói thôi đi ra hội trường, 9 giờ thầy có mặt, vậy mà cũng ra đây mà ngồi, nó lạnh ơi là lạnh. Mà một ngày tu học chùa khó như thế này, rồi ủng hộ cho chùa, sư cô cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và cuối cùng cầu chúc hết tất cả đại chúng sức khỏe dồi dào, an lành, hạnh phúc, luôn luôn sống trong ánh hào quang của Đức Phật, là một bậc cha mẹ ông bà, là một tấm gương cho các con các cháu ở thế hệ thứ ba và thứ tư ở nước Mỹ này. Và cuối cùng xin ngâm bài thơ tặng đại chúng. Bài thơ này là tác giả của thầy Pháp Hò. Thật ra ở trên Facebook thấy thầy đỡ nó hay quá, nó cũng thật là ý nghĩa. Và quý vị nghe bài thơ này có 4 câu thôi, có giống như thầy đã trao pháp thời chúng ta một ngày hôm nay hay không, hay là cái hạnh nguyện của thầy? Tăng đời chúng lừa yêu thương, sợi lòng bao kẻ lạc đường cô phiền.
Dạ thưa đại chúng, bài thơ đó của thầy. Sư cô thì chỉ có năm thôi ạ. Dạ A Di Đà Phật. Cầu chúc đại chúng ra về lái xe cẩn thận, ngủ thật ngon, nhưng luôn giữ cái bài pháp thoại một ngày hôm nay trong lòng của mình, đỡ lúc nào mà mình cảm thấy có nghịch cảnh nghịch lòng thì nhớ cái gì, sanh nhẫn và phát nhẫn ha. A Di Đà Phật. Nhà mời đại chúng chúng ta cùng hát một bài cuối cùng. Quý vị chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả